Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app khi mà các bạn mining nha các bạn. Các bạn đăng ký các bạn sẽ nhận được 10.000 token Tron để các bạn có thể khai thác được một loại token của nó. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Các bạn ấn vào phần download tùy theo trình duyệt của bạn để các bạn download nhé. Mình dùng Android, mình sẽ tải Android về nhé. Ok, ở đây thì nó sẽ hỏi là cái ứng dụng này các bạn có tải về không? Các bạn tiếp tục tải cho mình nhé, các bạn nhấn ok này. Sau khi các bạn tải cái app về thì các bạn sẽ mở app lên nhé. Đây, có nút mở này, các bạn nhấn mở này. Các bạn nhấn vào cài đặt app cho mình. Sau khi cài đặt xong thì các bạn nhấn mở. Đấy, các bạn có thể thấy đây là cái app của nó. Các bạn sẽ tạo một cái ví nhá, backup cái code và lưu nó ra một cái phần. Các bạn nhấn vào phần Create Wallet này. Ở cái phần Create Wallet ấy, thì nó sẽ xuất hiện cái Play Store, một đoạn văn bản. Thì các bạn lưu lại cái đoạn văn bản đấy, và sau đấy nó sẽ yêu cầu chúng ta sắp xếp lại cái đoạn văn bản đấy. Thì các bạn sắp xếp lại đúng theo thứ tự mà các bạn đã lưu lại nhá. Ở đây thì mình không review trực quan, bởi vì nếu như mà lộ cây thì chúng ta xem như là bị mất ví nha các bạn. Cái cây nó rất là quan trọng, thế nên là các bạn cố gắng để bảo mật và lưu lại nhá. Ok, ở đây thì các bạn cài đặt cái name wallet này, tên của cái ví này, tùy chọn này, và setup mật khẩu, sau đấy nhấn zone cho mình. Các bạn nhấn confirm này. Ok, đây chính là cái tài khoản của chúng ta. Và các bạn sẽ thấy được cái các bạn ấn vào phần mai ở phía dưới này. Đây. Đây là một cái game, nó sẽ khởi chạy vào ngày 24 nha các bạn. Ấn vào mai. Các bạn ấn vào phần các bạn ấn vào phần DV card này này, VF card này cho mình. Đây. Để các bạn nhập được cái mã mời để các bạn nhận được đấy nhá. Đây. Thì mã mời mình sẽ đặt ở phía dưới mô tả của video cho các bạn điền để các bạn có thể nhận được thêm cái số lượng tron nha các bạn. Ok, thì sau đấy thì nó sẽ xuất hiện cái mã mời của các bạn. Mã mời của các bạn ở phía dưới này. Ồ, sao lại có hai mã mời nhỉ? Ok, ở đây mình xem. Ok, ở đây là hai mã mời, mã hải quân và mã cướp biển. Ok, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cái mã mời này để mời thêm bạn bè và yêu cầu họ nhập vào phần Discard để chúng ta có thể nhận được tron nhé các bạn. Ok, các bạn quay trở về này. Các bạn ấn vào phần Asset thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ nhận này. Các bạn có thể thấy cái số lượng Tron của bạn đang bị đóng băng là 10.000 nha các bạn. Và giá trị dự kiến là giá trị tương đương là 281 USD cho cái trò chơi này nhá. Đây là một trò chơi rất là hấp dẫn và các bạn nhanh tay nha các bạn. Ok, ở đây thì sắp tới thì nó sẽ đào cái token này này. Đào token DF Mining này, 1 triệu token. Đấy, thế nên bây giờ ngày 24, chương trình này nó sẽ mở vào ngày 19 giờ Việt Nam, ngày 24 tháng 11. Và mục đích trò chơi là để mở khóa đồng token Tron và khai thác DF này. Tức là chúng ta có thể mở khóa cái số lượng Tron miễn phí, ở đây là 10.000 token này. Chúng ta sẽ mở khóa và chúng ta sẽ khai thác được cái đồng DF token này nhá. Ok, hy vọng đây là một chương trình hay và uy tín và hấp dẫn, tiềm năng để chúng ta có thể tham gia. Những cái gì cập nhật mới nhất thì mình sẽ cố gắng update mới cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần đăng ký này. Và các bạn lưu ý để cái phần visit card này này.
Đấy, và các bạn nhập cái đoạn code của mình vào, và sau đấy các bạn lấy được cái đoạn code của các bạn và các bạn đi mời bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng mới để các bạn nhận được thêm số lượng nhá. Ok, hy vọng đây là một chương trình chất lượng và uy tín để chúng ta có thể đấy, các bạn có thể thấy này, một người bạn các bạn mời được thì các bạn sẽ nhận được tương ứng là 5.000 tron đấy, để chúng ta có thể mở khóa và các bạn có thể khai thác được cái token của nó là token DF nhá. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái app. Cái này nó có vẻ giống với vua hải tặc và nó sẽ tặng chúng ta 10.000 tron. Sau này chúng ta có thể mở khóa và rút cái token về nhá. Những cái gì update và cập nhật mới nhất của cái dự án này thì mình sẽ cố gắng làm video sớm cho các bạn nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Có bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.